đây là tận lộ 10 ngã ba đường Võ Văn Kiệt, rẽ vào đường Nguyễn Khoa Chiêm, nơi mà chúng ta đi thăm chiều nay. Ở đây còn xa chứ, sáng sủa chưa, trời vừa dứt cơn mưa. Đó, ra đường bà con thấy đều mặc áo mưa lâm sâm rồi. Yeah. Yên vui, xin chào tất cả mọi người nha. Yeah. Chiều nay chúng ta tiếp tục thăm Huế từ hướng Tây của thành phố đi về đầu đường của Nguyễn Khoa Chiêm, là ngay ngã ba Võ Văn Kiệt và đường tỉnh lộ 10 đó mọi người. Yeah. Nguyễn Khoa Chiêm bây giờ đường sáng sủa. Vì đây có một cái làng đại học. Yeah. Làng đại học nó về sạc đây, cho nên là khu vực đường Hồ Đắc Di là song song với đường này, là hai tuyến đường đường mô cũng gọi là màu mỡ cả. Màu mỡ trong kiểu làm ăn đó mọi người. Chuyên việc chơi có vài cái phòng trò bán cái tập hóa, mở cái hàng quán cơm, quán ăn chi đó, cũng là có việc làm thôi. Yeah. Giải quyết việc làm cho nhiều cái nhiều người thất nghiệp, nhiều người dân lao động á. Yeah. Đó, bây giờ quán xá, cà phê, giải khát đồ người ta mở ra rất là nhiều. À, nơi nào có trường trạm, chợ đò thì nơi đó phồn vinh. Yeah. Đó, những cái công trình phía bên trái mọi người thấy đó, dọc đi xuống phía dưới là những cái trường học, trường đại học. Bây giờ đường xã rồi nó thống các nơi. Ở đây là cái cổng trường này, trường này là trường đại học ngoại ngữ đó, và nhiều tuyến đường ngang nữa. Rồi quảng xã từ đó cũng mở ra. Yeah. Dù trên này còn rất là nhiều nghĩa địa nha. Bây giờ đây mọi người thấy nè, đây là phía chân núi Ngư Bình. Đây chúng ta đang đứng chân núi Ngư Bình mà phía một bên á. Nếu như nhìn trực diện từ phía đại nội nhìn qua là chúng ta đang đứng từ hướng bên trái, còn đứng từ phía sau núi Ngư Bình là đứng bên phải đó. Yeah. Trực tròn sau mẹo là như vậy, nhìn như cái đồi đi lên trên là nó ngang qua phía bên tây đó. Yeah. Đây bây giờ đường xã người ta làm thông hết, thông ra các cái tuyến đường, các cái ngôi trường học, cơ hội làm ăn cho những hộ dân xung quanh, không còn tối tăm mịt mù như hồi xưa nữa. Yeah. Xưa lên đường đi thì cách đây 10 năm trước lên đây cũng còn ẩn ẩn, việc là một cái con đường cũng lớn nhưng mà thông ra các nơi, nhưng mà vì công trình trường trạm đó ít á, cho nên là người ở đây cũng thưa thật, và làm ăn trên đường ít, quản xã và nhìn cũng vắng vẻ hơn bây giờ. Dạ. Yeah. Bây giờ hàng quán nó chẳng chịt,
chiều nay tuy nhiên Huế tạnh mưa ở khu vực trung tâm, còn không biết khu vực các huyện thì sao. Dạ, tạm thời thì tại trung tâm thành phố đang tạnh mưa mọi người, tạnh được khoảng 30 phút rồi, lúc này cũng 2 giờ 3 giờ chiều rồi. Ở đâu cũng học chờ, ở đâu cũng bán hàng được vì dân cư đông, cái lượng sinh viên về đây ở cũng nhiều nữa. Dạ, đây là cái ngã tư Bánh Bèo, người ta hay kêu ngã tư Bánh Bèo, là đường bên kia là Duy Tân và đường ngang đây là đường Người Bình. Dạ, đi ngược lại là đi lên núi Người Bình đó mọi người. Đang đi hướng về nghèo dân xây trên con đường Người Bình đó. Dạ, tạnh mưa cái thoải mái chưa, mưa mù mịt mấy ngày liền, tầm rạo được một vài giờ chắc là ra đường thoải mái. Dạ, và thời tiết cũng có ẩm ẩm lên, dạ, nhiệt độ thì cỡ 20 độ C đi trên đường mọi người. Dạ, sáng bữa chiều tạnh cũng được, bà con buôn bán làm ăn được ngày một ngày. Dạ, chứ mưa mà mưa tới tấp như những ngày trước, như thế sáng kịp luôn. Dạ, hôm nay ngày 5 tháng 1 cũng là ngày 14 tháng chạp rồi. Dạ, còn cái rằm cuối cùng của năm Nhâm Dần để bước qua năm mới Tân Mão. Dạ, yeah. Yeah, chiều hàng nướng hàng ăn lên đời đó. Dạ, tạnh mưa cái là thầy đường xá nó khá khăn mọi người. Đây thì đầu đường Người Bình tấp nập số bồ, khỏi nghi ngục của những quán ăn quán nướng. Đây có đường sắt đi ngang. Chờ chờ học sinh của mày mày o ai bên đường trái cây hoa quả bán quá trời lắm, phục vụ rầm đó. Dạ, nghèo dân xây nơi nhà bà giao nhau về Hồng Vương, An Dương Vương về bến xe đường lên An Cầu. Dạ, tạnh rạo, tạnh được một hồi đường nó cũng rạo luôn. Tạnh cho người ra đường làm ăn, không biết được bao lâu nhưng mà giờ thấy tạnh rạo nó phấn khởi. Dạ, mưa lạnh kéo dài nó triền miên quá, nó liên tục làm đi ra đường nó không mạnh dàng đi luôn mọi người. Dạ, tội cho mọi người đi làm ăn trên đường. Dạ, chật vật. Phải dạy này chứ, họ bán về họ sửa mũ bảo hiểm dày đặc luôn. Còn nữa là chúng ta
bonsai đó. Góc này cho 5-7 triệu đó. Dạ. Góc khá là to. Mai vàng đón Tết. Chào buổi chiều ở đây. Vé số đứng bán quá trời luôn. Hai bên đường. Dạ, những cái đàn chiều nay hy vọng mọi người cũng biết thêm về Huế. Chiều nay hiện tại Huế đang có tầm dứt cơn mưa mọi người nhé. Nên bà con ra đường cũng rất là tiện. Dạ, trong buổi chiều hôm nay, dạ, ngày 5/1/2023. Dạ. Đó, đi vòng để bà con xa gần thăm lại những cái nơi mà lâu lâu mày có cơ hội đi nha. Ủa giờ bị mất gừng gì nè sách rồi. Đi bỏ mất gừng đó. Em mới tết tới nơi rồi mọi người. Dạ rồi, em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Lịch tết